Xin chào, xám xinh xắn đã quay trở lại rồi đây. Dạo một vòng quanh video, bí mật động trời của 6 bộ phim hoạt hình bị cấm chiếu trên thế giới rất ít người biết. Xám tôi phát hiện ra rằng 500 anh em nhà mình đặc biệt có niềm yêu thích đối với các bộ phim hoạt hình. Vậy nên, để nối tiếp chuỗi series cực kỳ bánh cuốn về bí mật động trời đằng sau các bộ phim hoạt hình Disney mà nhà sản xuất muốn giấu nhịp, nhưng xám tôi vẫn phát hiện ra chiếc video ngày hôm nay đã được ra đời. Khoan, Hà Nội không vội được đâu. Trước tiên, hãy cùng làm nóng bầu không khí với chuyên mục mà tất cả anh em đang đón chờ. Comment đi, dám đưa lên TV nha. Đầu tiên là thanh niên Jano-chan với bình luận: Nobita và Doraemon toàn mở cánh cửa thần kỳ đúng chỗ Shizuka đang tắm. Ha, nó lại là chuẩn bài rồi. Giống như lần đầu tiên gặp em là thứ hai, trộm nhìn em thật lâu, anh chẳng biết đúng sai. Tôi đoán đây là một sự tình cờ có sắp đặt được gây ra bởi một kẻ chủ mưu ngây thơ vô số tội. Còn bạn Minh Anh Trần thì bảo rằng định luật trọng lực trong phim hoạt hình là không tồn tại. Chính xác, cũng giống như sức hấp dẫn của xám luôn đi ngược lại với từ trường trái đất. Anh em đã dính vào là sẽ đổ ngả đổ nghiêng, u mê không lối thoát luôn đó nha. Nhưng mà dù có u mê đến mấy thì cũng đừng như ông Phan Ngọc Nam Tùng này nhá. Ông ấy bảo rằng, tôi không thể tưởng tượng được con vịt của Disney nó mặc quần trông sẽ như thế nào. Tôi đang xoắn não nghĩ cách trả lời Tùng Em thì lại lướt trúng bình luận của Trung Nguyễn. May quá, thế là bộ não lại được nghỉ ngơi chút đỉnh. Ủa, con vịt Donald không mặc quần thì thấy nó cũng bình thường mà. Mấy con vịt ở ngoài đời thật nó có mặc áo hay là mặc quần gì đâu mà tại sao không nói, mà lại đi nói con vịt Donald không mặc quần. Dám đến cười ngặt nghẽo với anh em mất thôi. Mà dù con vịt có mặc quần hay không thì chắc bé Hena Ari cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ. Vì Hena đã khẳng định xanh dơn rằng: em xem hay thật, nhưng bị thiếu tập em cũng chẳng sao vì em không hâm mộ. Nhưng mà giờ chị xám mà không ra video nữa thì em mới tò mò, ngồi một xó mà khóc đó. Thế nên chị đừng dừng ra video nha, yêu chị. Ôi bé con đừng có lo, sứ mệnh của chất xám là cho ra lò những video tuyệt vời, đáp ứng hai tiêu chí, vừa giúp anh em giải trí thư giãn đầu óc, lại mở mang kiến thức nữa cơ, giống như là một món ăn tinh thần ngon tuyệt cú mèo vậy đó. Và bên cạnh video của xám xinh lên sóng đều đặn vào 10 giờ sáng và 17 giờ mỗi ngày thì các bộ phim hoạt hình của Disney cũng là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong tuổi thơ của đa số 500 anh em về không nào. Ngày còn thơ bé ấy, tôi từng nghĩ các bộ phim hoạt hình đó vốn sinh ra là để dành cho trẻ con. Mãi bây giờ, sau khi tìm hiểu kỹ càng thì tôi mới phát hiện ra mình đã lầm to rồi anh em ạ. Có nhiều bí mật động trời ẩn giấu đằng sau những tập phim hoạt hình ngây thơ vô số tội này. Chẳng rõ là nhà sản xuất đã vô tình hay là cố ý lồng vô, nhưng mà tôi nghe xong mới cảm thấy may mắn vì hồi nhỏ mình đã không sớm nhận ra những điều này, bằng không thì xác định tuổi thơ đã bị đục khoét chẳng thương tiếc rồi anh em ạ. Chắc hẳn là công đang tò mò lắm rồi chứ gì, cùng xám đi tìm hiểu ngay thôi nào. Let's go. Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ rằng chỉ trong các bộ phim dành cho người lớn mới xuất hiện vấn nạn quấy rối tình bóng bầu dục mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng ngay trong phim hoạt hình Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà, The Handmaid of Notre Dame năm 1996 cũng ẩn chứa thông điệp này anh em ạ. Chắc các chiến hữu không còn xa lạ gì với phim Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà, một bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney và đồng thời cũng là một trong những thước phim có phần đen tối nhất, mang tiếng là phim hoạt hình dành cho trẻ em. Thế nhưng nội dung phim lại đề cập đến rất nhiều vấn đề tôn giáo và diệt chủng, và thông điệp quan trọng hơn cả trong bộ phim là vấn nạn quấy rối tình bóng bầu dục bị lên án mạnh mẽ. Cụ thể hơn thì trong phim xuất hiện cô gái người Digang tên là Esmeralda, chính là nạn nhân của vấn nạn này. Cô liên tục bị Prolo đối xử một cách quá đỗi thân mật, tìm đủ mọi cách đụng chạm, hít hà mùi hương trên tóc và quần áo, bởi lẽ hắn thực sự bị thu hút bởi Esmeralda, và thậm chí hắn còn chẳng buồn che giấu mục đích của mình khi buộc cô phải chọn một trong hai, hoặc là ở cùng với hắn, hoặc là hô biến cô thành ngọn đuốc sống. Tất nhiên, Esmeralda cũng biết điều đó và cô đã cố gắng để phản kháng lại gã đê tiện kia. Thông điệp mà tác giả muốn ẩn giấu ở đây chính là để kêu gọi các nạn nhân bị quấy rối tình bóng bầu dục sẽ dũng cảm lên tiếng bảo vệ chính mình và chỉ nên để những người xứng đáng được phép xuất hiện trong cuộc đời mình mà thôi. Tất nhiên, với độ tuổi còn nít còn nôi thì chúng ta chưa thể hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn giấu đằng sau thước phim hoạt hình, tưởng chừng là rất non nớt đấy đúng không anh em? Kể cũng hên chứ, nếu tôi mà hiểu được đầu đuôi câu chuyện từ ngày ấy thì bây giờ đã chẳng trong sáng được như thế này rồi các ông ạ.
chưa hết choáng váng với vấn nạn quấy rối tình bóng bầu dục trong phim Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà, tôi lại tiếp tục ngã ngửa khi chứng kiến câu chuyện bắt nạt lẫn nhau ở ngay chính những đứa con nít vắt mũi chưa sạch trong bộ phim Great It Rap phá đảo thế giới ảo năm 2012. Vâng, không giấu gì anh em, câu chuyện về cô bé Vanellope trong phim hoạt hình phá đảo thế giới ảo năm 2012 là một ví dụ điển hình về vấn nạn bạo lực học đường mà ngay cả nạn nhân lẫn đối tượng chủ mưu đều là trẻ vị thành niên. Trong đó, Vanellope là một nhân vật trong trò chơi đua xe với vị thế là nữ hoàng đua, nhưng rồi sự cố xảy ra đã khiến cô không được phép đua nữa, rồi trở thành đối tượng bị bắt nạt, thường xuyên chịu đựng những lời móc mỉa từ bạn bè. Dù vậy, cô bé vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, ngay cả khi những kẻ bắt nạt phá hủy chiếc xe cô bé tự xây dựng cho mình. Điều này vốn xuất hiện ngay cả ngoài đời thực, chứ không đâu xa xôi, khi bắt nạt là một vấn nạn xảy ra trên toàn thế giới. Theo dám hóng được kết quả của một cuộc khảo sát, có đến 76% những đứa trẻ được hỏi cảm thấy bản thân mình từng ở trong tình cảnh giống cô bé Vanellope bằng cách tạo ra một nhân vật mạnh mẽ và giàu lòng vị tha. Có vẻ như Disney đã muốn ủng hộ cho nạn nhân của tình trạng bắt nạt học đường này, đồng thời cũng động viên họ rằng đừng bao giờ tự ti vì sự khác biệt của mình, mỗi chúng ta đều đặc biệt, đều là duy nhất. Như xám đây, không phải là người xinh đẹp nhất trên đời, nhưng đố anh em đi một vòng trái đất mà hốt được về đây, cô nào dễ thương, cute hột me hơn tôi đấy. Tìm thấy thì tôi gả cô đó cho ông luôn. Bonus thêm một video chúc mừng đám cưới có sâu mặt hẳn hoi. Ai... Sao cơ? Anh em không tìm được ai giống như xám thứ hai á? Vậy là đúng rồi, mỗi chúng ta đều là một cá thể duy nhất, chẳng ai giống ai 100% cả. Vậy nên, thế giới có người rít người rát đó thôi. Tuy nhiên anh em hãy nhớ, khác biệt nhưng vẫn hòa nhập, chỉ cần không hòa tan là được. Chứ khác biệt đến nỗi tạo nên bi kịch như trong phim hoạt hình Nữ Hoàng Băng Giá, Frozen 2013 này là dở lắm đó nha. Có thể anh em không nhận ra, nên để xám nhắc lại cho các ông nhớ nhé. Trong phim hoạt hình Frozen, Elsa đã phải cố gắng che giấu đi bản thân và năng lực đóng băng của mình ngay từ khi còn tấm bé. Một phần vì nàng không thể hoàn toàn kiểm soát được nó, phần còn lại là vì mọi người cảm thấy sợ hãi và bị đe dọa trước cô. Bà mẹ vốn là người thân yêu nhất, nhưng ngay cả đức vua và hoàng hậu thân sinh ra Elsa cũng chưa bao giờ thực sự muốn giúp đỡ cô bé. Họ chưa từng một lần, dù chỉ một lần thôi, để cho cô bé Elsa được là chính mình, cũng chưa từng dạy dỗ cô bé rằng không phải sợ người đời. Thậm chí chính họ còn nhẫn tâm quyết định đóng cửa lâu đài, cách ly nàng với thế giới bên ngoài, để đến khi tự cô bé có thể hòa nhập được. Chi tiết cha mẹ tặng Elsa đôi găng tay cũng nhằm thể hiện rằng họ muốn nàng giấu đi sự khác biệt to lớn, muốn nàng trở thành một người hết sức bình thường, không thể bình thường hơn. Nghe lời ba mẹ, Elsa đã đeo đôi găng ấy trong một thời gian khá lâu, mãi cho đến khi nàng quyết định chạy trốn lên núi và tự đối mặt, chấp nhận chính con người thật cũng như sự khác biệt của mình, nàng mới chịu đem vứt bỏ chúng đi. Vào buổi lễ đăng quang, khi mọi người phát hiện ra Elsa có phép thuật và họ gọi nàng là con quái vật kinh dị, có vô lý không? Khi trước đó cô bé chưa từng làm hại đến ai, cũng chưa từng làm bất kỳ điều gì sai trái. Mọi người đơn giản chỉ là không muốn chấp nhận một người khác biệt với đám đông. Vậy nên, mọi sự khác biệt đều bị đánh giá là tiêu cực, là không thể chấp nhận được. Tiếc thay, đó cũng là những gì thường xuyên xảy ra ngay trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Không biết anh em nghĩ sao, chứ riêng với xám luôn có một câu châm ngôn: họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Sao phải xoắn anh em nhỉ? Mà trông nàng công chúa Elsa nhỏ bé xinh xắn là vậy, có bao giờ anh em tưởng tượng ra hình ảnh của nàng ấy khi mang bầu sẽ như thế nào không? Liệu các đường nét ngây thơ trong sáng trên gương mặt có còn giữ được nguyên vẹn, hay là sẽ mập mạp ú nu tựa như là một người tuyết chính hiệu? Sau khi em bé ra đời, liệu có được thừa hưởng siêu năng lực đặc biệt từ mẹ là nữ hoàng băng giá, hay là sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác? Mà Elsa sinh con trên núi tuyết, liệu đứa nhỏ có bị đóng băng không nhỉ? Tôi tò mò quá anh em ạ. Các ông ai có đáp án cho những thắc mắc của tôi thì nhanh tay để lại bình luận phía bên dưới nhé. Biết đâu lại được xám bế lên TV trong tập tiếp theo thì sao? Nếu lỡ mà xám có quên điều mình vừa nói ấy, thì anh em làm ơn nhớ nhắc với tôi nha, chứ tôi não cá vàng lắm. Ý hệt như chứng bệnh thần kinh của cô nàng cá Dory trong phim hoạt hình Đi Tìm Dory 2016 vậy đó.
Các fan của Disney có lẽ đã quá quen thuộc với bé cá xanh dễ thương Dory đúng không nào? Tội nghiệp thay, Dory sinh ra đã mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Khi còn nhỏ xíu, Dory đã học cách để tồn tại cùng chứng bệnh này. Nhưng mà khi biến cố xảy ra, cô phải rời xa cha mẹ mình. Cũng là lúc Dory phải sống một cuộc đời mới. Không biết mình là ai, mình đến từ đâu, mình đang làm gì. Và đó là những gì thực sự xảy ra với những người mắc chứng não cá vàng hoặc là mất trí nhớ ngoài đời thực đây anh em ạ. Chứng mất trí nhớ của Dory hoàn toàn không phải là do căn bệnh thần kinh duy nhất được nhắc tới trong bộ phim gây ra. Các nhân vật Dory gặp trên đường, mỗi con lại có một vấn đề về thần kinh khác nhau, như là con bạch tuộc Khanh thì bị trầm cảm nặng, trong khi cá voi ballet thì mắc chứng rối loạn lo âu. Điều này cũng có vẻ đúng với xã hội thực tại, khi mà con người phải chịu đựng quá nhiều áp lực, dẫn đến sự căng thẳng về mặt tinh thần. Điều đáng quý hơn cả lúc này là chúng ta biết cùng sẻ chia và cảm thông cho nhau, phải không nào? Chà anh em ơi, hóa ra ẩn giấu đằng sau những thước phim hoạt hình tưởng chừng ngây thơ trong sáng của nhà Disney lại là sự thật xót xa đến như vậy. Nhưng mà sáng tôi vẫn hạnh phúc vì trên tất cả, tác giả luôn gửi gắm những thông điệp mang đầy ý nghĩa nhân văn đến tất cả chúng ta. Anh em thấy video ngày hôm nay có xứng đáng để nhận được một nút like không ạ? Đã bấm like rồi thì bỏ nút cho tôi thêm một share và đăng ký kênh, rồi comment bên dưới để có cơ hội lên TV nha. Còn bây giờ thì bye bye!